xét tuyển thẳng đại học, thí sinh cẩn trọng tránh bị trượt oan. Từ ngày 10 tháng 7 tới, thí sinh cả nước sẽ chính thức đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Mặc dù chưa có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng nhiều học sinh đã phần nào chắc chắn cơ hội vào đại học bởi từ điểm này, nhiều trường học đã công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Thế nhưng cùng với thông báo kết quả trúng tuyển sớm cho thí sinh. Các trường đều hướng dẫn thí sinh cần hoàn thành đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại trường Đại học Đại Nam, nội dung mà cán bộ tuyển sinh thường xuyên phải nhấn mạnh với các thí sinh nhận được xác nhận đủ điều kiện trúng tuyển sớm, đó là kết quả trúng tuyển sớm chỉ là tạm thời, không phải là trúng tuyển chính thức. Bà Cao Thị Quỳnh, trưởng phòng tuyển sinh trường Đại học Đại Nam cho biết, nhà trường nhận được hàng ngàn cuộc gọi cũng như tin nhắn hỏi rất nhiều về các nội dung như hồ sơ giấy tờ cần nộp như thế nào sau khi trúng tuyển sớm thì em cần phải làm gì? Sau khi có điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, dù đã trúng tuyển theo phương thức nào, thí sinh đều phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một trong những điểm mà thí sinh cần phải lưu ý đó là tiêu chí phụ của từng trường khi xét tuyển. Bà Nguyễn Thanh Hiền, phụ trách Bộ phận tuyển sinh trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, trường dành 85% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển sớm. Hiện nay đã có hơn 1.600 hồ sơ đủ điều kiện nên nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng đăng ký của thí sinh trên hệ thống. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, các thí sinh đôi khi quên mất không đọc các trường có áp dụng tiêu chí phụ hay không, nên các bạn rất chủ quan, hãy nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của trường đại học để biết các trường có áp dụng tiêu chí phụ hay không. Năm nay để tránh sự nhầm lẫn phương thức khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ chỉ phải chọn mã trường, chọn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác. Vì vậy với các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cần cẩn trọng theo sát các mốc thời gian tuyển sinh từ trường để đảm bảo quyền lợi. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng quản lý đào tạo trường Đại học Thương mại và bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các thí sinh, các cháu nhập kết quả các điểm thi lên trên hệ thống xét tuyển của nhà trường và nhà trường sẽ chạy phần mềm xét tuyển và công bố các cháu đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển trước, xét tuyển sớm. Các cháu cần đăng ký ngành đủ điều kiện trúng tuyển này trên hệ thống của Bộ trước ngày 30 tháng 7 việc xét tuyển sớm của các trường đại học không đảm bảo là các em sẽ đỗ vào nguyện vọng đó. Các em vẫn phải đăng ký các nguyện vọng của mình trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm này rất quan trọng. Nhiều em cứ nghĩ rằng là đã trúng tuyển vào trường này rồi, tôi không cần đăng ký trên hệ thống của bộ nữa. Như vậy là các em đã không thực hiện đúng những thao tác để có thể trúng tuyển vào trường. Việc xét tuyển sớm chỉ là cái điều kiện ban đầu, điều kiện cần, điều kiện đủ là các em phải đăng ký trên hệ thống của bộ, sắp xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên từ 1 đến hết. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn. Từ vậy, các trường đại học cũng khuyến cáo thí sinh tìm hiểu kỹ về các điều kiện, quy định tuyển sinh của từng ngành, từng trường mà mình đặt nguyện vọng đăng ký xét tuyển để không xảy ra sai sót đáng tiếc.